Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới, diễn đọc Bi, tập 18, ký sự khách sạn. Tối hôm trước, Mộ Song Lăng đi đến bên cạnh, tự nhiên khoác tay Cố Thừa Đông cười ha ha. Anh dám bỏ tay tôi ra, tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Cố Thừa Đông không nói, vẻ mặt nửa cười nửa không, khiến cô có phần kinh ngạc, có vẻ như anh đang muốn nói, cô xem tôi có dám hay không. Hơi hoảng hốt, cô hạ giọng, vừa cười vừa lấy lòng. Mong anh đừng gạt tay. Thực ra Mộ Song Lăng không có lòng tin rằng Cố Thừa Đông sẽ nghe theo mình. Trước giờ, anh chưa bao giờ làm theo yêu cầu gì của cô. Nhưng hôm nay, Cố Thừa Đông lại khá là nể tình. Không chỉ để mặc cô khoác tay anh, mà còn tỏ ra rất phối hợp. Hành vi này của Cố Thừa Đông khiến cho Mộ Song Lăng vô cùng khó hiểu. Đột nhiên, cô hiểu ra cái gì? Vì nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy một thân ảnh quen thuộc. Chuyện này khiến cô vô cùng khó chịu, cảm thấy hai chữ mong anh kia của mình hoàn toàn lãng phí. Cô tin chắc dù cô không nói như vậy, anh ta cũng sẽ không dám gạt tay cô ra. Sau đó, hai người đi vào khách sạn, thuê phòng, cầm chìa khóa mở cửa. Dọc đường, Cố Thừa Đông cũng không nói, khiến cho Mộ Song Lăng cảm thấy vô cùng quái dị. Vào trong phòng, Mộ Song Lăng lập tức buông tay, vươn vai một cách rất khoa trương. Bây giờ thì bố anh đã có thể hoàn toàn tin tưởng giữa chúng ta có chuyện rồi chứ? Tuy rằng là một câu hỏi, nhưng người đàn ông này hoàn toàn không có ý muốn trả lời. Mộ Song Lăng cũng không tự ái, cô nhận ra thái độ của Cố Thừa Đông đối với Khưu Thịnh Danh. Nhiều lần cô tới tìm anh nói chuyện, anh mới đồng ý về công ty trợ giúp, nhưng nhất quyết không chịu ở lại. Người đàn ông này đầu óc có lẽ là không giống với người thường. Có một ông bố lắm tiền, nhiều của như vậy mà không hề tỏ ra tích cực. Nhưng mà dù sao trong lòng anh vẫn còn một chỗ mềm mại. Vì khi cô nói Khưu Thịnh Danh bị bệnh, Cố Thừa Đông lập tức hiện lên một sự xót xa trong mắt. Hơn nữa còn đồng ý gia nhập Thịnh Ân Quốc tế. Mộ Song Lăng ngồi trên sofa hút thuốc. Bộ dáng hiện giờ của cô thật sự rất phong tình. Cô chợt muốn đùa giỡn người đàn ông này, giống như trước đây khi cô đọc tiểu thuyết, lần nào cũng mong được thấy cảnh nhân vật nữ dụ dỗ nhân vật nam. Dù anh ta bề ngoài có tỏ ra điềm tĩnh như thế nào, cuối cùng vẫn rơi vào lưới tình vậy. Mộ Song Lăng quan sát Cố Thừa Đông, thấy anh không có ý tránh né, cũng không có giở vờ xem gì khác. Anh đang loay hoay nghịch di động, không biết làm gì. Đối với phụ nữ mà nói, khiến cho người đàn ông thờ ơ như thế đã là hoàn toàn thất bại. Này, anh cứ định như thế này sao? Mộ Song Lăng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Vậy nên làm gì mới được? Cố Thừa Đông phản vấn, vẻ mặt bình thường, coi như không nghe thấy ý tứ gì sau lời nói của cô. Mộ Song Lăng không e dè, nói thẳng. Dù sao cũng vào đây rồi, dù sao chúng ta không làm gì, người khác cũng nghĩ rằng đã làm, không bằng làm thật đi. Cô vừa nói vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của Cố Thừa Đông, chỉ thấy anh cười, tựa như vừa rồi cô đang kể chuyện cười vậy. Phản ứng ấy của Cố Thừa Đông khiến cho Mộ Song Lăng vô cùng nghi hoặc, cảm thấy mình hiện tại cũng đang diễn hài. Cô mà còn bộc trực thẳng thắn thế này thì kiểu gì cũng dọa cho Kỳ Chính Nham sợ chạy mất dép đấy. Cố Thừa Đông vừa cười vừa nói, Mộ Song Lăng trợn mắt, ý muốn nói, anh muốn tôi câm miệng thì nói ra. Người đàn ông này đã đề cập tới một chuyện mà cô không thích nghe nhất, cũng có tác dụng trong việc khiến cô im miệng. Cố Thừa Đông liếc cô một cái, định đi ra ngoài. Mộ Song Lăng nhìn theo, trong lòng cảm thấy mình vô cùng đáng thương. Cô vừa tự biên tự diễn một vở kịch, hoàn toàn thất bại. Anh đang định xuống đó giảng hòa với vợ cũ đúng không? Cô dám khẳng định lúc này anh rất muốn chạm vào Dương Cẩm Ngưng. Quả nhiên, nghe thế vậy, Cố Thừa Đông dừng lại ở cửa. Thật ra, anh là cái loại đàn ông rất khiến cho người ta chán ghét. Mộ Song Lăng rung chân, vẻ mặt như rất có tâm trạng nói chuyện phiếm. Có lẽ trong lòng cô cũng có quá nhiều nỗi buồn khổ, rất muốn đem tất cả phóng thích ra ngoài. Cố Thừa Đông tựa lưng vào tường, nhìn Mộ Song Lăng. Ồ, vậy cảm ơn đánh giá của cô. Thái độ thờ ơ này mới là thứ khiến cho người ta chán ghét nhất. Cô lập tức thấy đồng cảm với vợ cũ của anh ta vậy. Anh nhìn xem, anh thuê phòng với tôi, tuy rằng không làm gì, nhưng mà người ta cũng đã thấy rồi, sẽ nghĩ như thế nào? Anh giải thích với người ta ra sao? Người ta nghe anh sao? Lúc người ta không tin anh, thì anh lại cho rằng người ta không hiểu anh, không tin tưởng anh, tự chuốc khổ vào thân, anh thích lắm mà.
Bất mãn quá nhiều, Cố Thừa Đông không giải thích, chỉ nói: "Cô cứ tiếp tục đi. Vì sao không thể ở cùng tôi được?" Mộ Song Lăng chuyển đề tài: "Cô là người phụ nữ của bạn học tôi." Mộ Song Lăng bật cười: "Anh đúng là cái kiểu người này. Người khác hỏi anh thế nào, anh trả lời như thế. Nếu như tôi không phải là vợ cũ của Kỳ Chính Nham, nếu anh và anh ta không quen biết, anh cũng sẽ không đồng ý ở bên tôi. Nhưng mà câu trả lời của anh đưa ra vẫn luôn như vậy. Thật sự vì sao anh không đồng ý thì anh biết rõ, nhưng không nói ra. Anh biết phụ nữ thích nghe những lời như thế nào, nhưng lại khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp, dày vò đối phương, dày vò bản thân. Tóm lại là anh có ý gì?" Đạo lý này rất đơn giản, nhưng chẳng mấy ai làm được. Anh gật gật đầu: "Tiếp tục đi." "Chẳng có gì, nói linh tinh một chút thôi. Anh có vẻ có thể vờ như không nghe thấy." Cố Thừa Đông trầm mặc, nhíu mày. Mộ Song Lăng mím môi, không được thấy vẻ mặt băn khoăn của anh nên cảm thấy thất vọng. "Nếu như người nói những lời này với anh là cô ấy, có lẽ hai người sẽ cãi nhau, sẽ tan rã không vui. Nhưng anh xem, tôi nói như vậy mà anh không hề nổi giận. Như vậy rõ ràng là chúng ta rất hợp nhau, sẽ không gây gổ, không làm tổn thương đối phương. Hơn nữa, còn có thể sống khá thanh thản mà." Bình lặng cũng có thể xem như là một bản chất của cuộc sống. Vẻ mặt Cố Thừa Đông trở nên nghiêm túc, anh nhìn Mộ Song Lăng: "Đó là bởi vì cô không yêu tôi." Nói xong, tức thứ tắc nghẹn trong ngực của anh tựa như được thông thoáng. Hóa ra tất cả lại dễ dàng như vậy. Những người không yêu nhau sẽ không quan tâm nhau, vì vậy dù thế nào cũng có thể chung sống ôn hòa mà không cãi cọ, không nghi kỵ. Những người yêu nhau lúc nào cũng mải tính toán, mải suy nghĩ tới sự quan tâm của đối phương. Lâu nay Dương Cẩm Ngưng liên tục xuất hiện ở trước mặt của anh, vì sao như thế thì anh vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng hiện tại thì anh đã hiểu, cô đang dùng anh để chứng tỏ cho anh thấy cô muốn cứu vãn tình cảm này, chỉ có anh là còn chưa đưa ra quyết định. Hóa ra mọi thứ lại đơn giản như vậy. Mộ Song Lăng dụi tàn thuốc vào gạt tàn, thở ra một hơi rồi nói: "Anh đi đi." Nhưng Cố Thừa Đông chưa đi ngay, chờ tẹo nữa. Không muốn tiếp tục nói chuyện của mình, anh chuyển đề tài: "Vì sao hồi ấy cô lại quyết định bỏ đi? Một người phụ nữ rõ ràng còn yêu người đàn ông kia nhưng lại chủ động rời bỏ, như vậy là như thế nào?" "Vì tôi muốn giữ lại sự tôn nghiêm duy nhất của mình. Nếu không thì cô sẽ mất tất cả." "Thả lòng anh ta như thế, không sợ có ngày anh ta chạy theo người khác sao?" Anh cười: "Anh yên tâm đi, sự kiên trì của anh ấy khá tốt." Liếc Cố Thừa Đông một cái, Mộ Song Lăng nói tiếp: "Hơn nữa, vợ cũ của anh hiện tại cũng đang ở bên anh ta cũng đâu có cô đơn." Sự việc lần này, Mộ Song Lăng chủ yếu là muốn diễn cho Khưu Thịnh Danh xem, đồng thời cũng muốn cho người đàn ông kia cảm nhận một chút cảm giác năm xưa của cô. Cố Thừa Đông vừa bật cười: "Cô quá ngốc rồi, cô cho rằng ai cũng ngốc nghếch như Kỳ Chính Nham sao? Vẫn đang đợi ở dưới kia đấy à? Cô ấy đã bỏ đi lâu rồi, đáng tiếc không để cô được hài lòng." Dương Cẩm Ngưng: "Cô ấy sẽ không tự dằn vặt mình như thế." Mộ Song Lăng trừng mắt: "Người đàn ông kia cho dù có ngốc nghếch cũng chỉ có thể để cô chê bai, đâu đến lượt người khác nói." "Sao anh còn không đi đi?" Cố Thừa Đông lắc đầu, nhìn giờ trong điện thoại: "Đợi vài giây như thế là tốt rồi. Đã không thích tôi như thế thì chắc là muốn gặp người khác rồi phải không?" Anh quay người chuẩn bị đi, bỗng nhiên dừng lại hỏi: "Không muốn biết vì sao tôi lại cố tình nán lại tán gẫu với cô à?" "Vì sao?" Mộ Song Lăng giật mình, quả đúng là cô đang muốn hỏi. "Bởi vì chị tôi tính thời gian đi ra, thuận tiện mở cửa cho chồng cô luôn một thể." Nói xong, Cố Thừa Đông mở cửa, Kỳ Chính Nham vừa lao ra khỏi thang máy. Mộ Song Lăng cười giận dữ: "Hôm nay cô còn đang thắc mắc tại sao Cố Thừa Đông lại nói nhiều như thế, hóa ra là câu giờ rồi gọi điện báo cho Kỳ Chính Nham tới đây." Nhưng cô phát hiện bản thân mình hoàn toàn không tức giận. Là cuộc sống mà, cuối cùng thì nó cũng tự sắp xếp theo ý của nó, cũng chẳng ai có thể trốn tránh mãi được. Chương 91: Cô gái lương thiện. Sau khi theo Dương Cẩm Ngưng về nhà, bé Nghệ Tuyển quấn quýt đòi mẹ gọi điện cho ba về đây để bé tự tay tặng quà cho ba. Dương Cẩm Ngưng bị quấy rầy không chịu được, đành bấm số điện thoại rồi nhét vào tay của Nghệ Tuyển. Sau đó cô bỏ sang một bên ngồi ăn sơn trà. Nghệ Tuyển thấy điện thoại được kết nối, lập tức mở miệng: "Ba, ba có nhớ con không?" Dương Cẩm Ngưng mắt trợn tròn: "Không có việc gì thì nhớ con làm gì?"
con mua cho ba cái này, ba mau về, con tặng cho ba. Không biết Cố Thừa Đông ở bên kia đã nói gì mà Nghệ Tuyền mặt mày hớn hở. Dương Cẩm Ngưng khinh bỉ, đâu phải thứ gì tốt. Nghệ Tuyền đưa trả điện thoại cho mẹ, vui vẻ ôm món đồ chơi, tự mình chơi. Buổi chiều, thời gian Dương Cẩm Ngưng ngủ trưa thoáng cái đã dậy. Cô thích ngủ liền một giấc đến lúc tự tỉnh dậy mới thôi. Nhưng tiểu quỷ Nghệ Tuyền kia lại đánh thức cô, còn dùng một chiêu mà cô hay dùng nhất, đó là bóp mũi đối phương. Mẹ, mau thức dậy. Tiểu quỷ nằm ở trên giường, còn thúc Dương Cẩm Ngưng một cái. Làm gì? Đi mua thức ăn. Mẹ muốn ngủ thêm một chút nữa. Mẹ phải mua thức ăn về làm cơm chứ, bà sắp đến rồi. À, mẹ dậy đây. Tại sao lại không nói sớm chứ? Nghệ Tuyền hết sức hài lòng theo mẹ đi siêu thị, nhân tiện dựa vào lúc tâm tình của mẹ tốt lừa mẹ mua một đống đồ ăn. Đang xào rau thì Cố Thừa Đông gọi điện tới. Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn di động, nghĩ nếu anh lại nói một câu đột nhiên không tới được thì cô sẽ trực tiếp mắng chửi cả nhà anh. Lau khô nước trên tay, cô nghe máy. Chờ một lát nữa anh mới tới. Tại sao? Cô đặt một tay lên bàn. Trên đường xảy ra trục trặc gì đó, bây giờ đang bị kẹt xe. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy kỳ lạ, có lẽ vì anh chẳng bao giờ gọi điện giải thích cả. Biết rồi. Cúp máy, cô mới nghĩ ra quan hệ giữa bọn họ cần một cách chung sống mới, không thể tùy ý làm gì thì làm. Khi Cố Thừa Đông tới, hai mẹ con đang ngồi xem tivi. Tư thế ngồi của Dương Cẩm Ngưng bình thường, chỉ có con gái là chân vung vẩy, vẻ mặt rất sinh động. Con gái vừa thấy anh đến liền chạy đến làm nũng. Cố Thừa Đông đành phải ngồi xuống ôm lấy con bé. Từ khi Cố Thừa Đông vào, miệng của Dương Nghệ Tuyền cũng chưa hề khép lại. Cố Thừa Đông phải kể cho cô bé nghe dọc đường gặp phải chuyện gì. Hễ nghe thấy cái gì khôi hài là cô bé cười rất khoa trương, bởi vì mẹ kể chuyện cổ tích cho cô bé không hề thú vị. Nhưng ba thì khác, ba sẽ không ngắt lời khi cô bé đang nói. Rõ ràng về vấn đề này thì ba tốt hơn. Để cho cha con họ nói chuyện, Dương Cẩm Ngưng vào bếp đem đồ ăn vừa mới hâm lại, bây giờ vẫn còn nóng. Cô cảm thấy không phải mình khoe khoang, những món ăn này đều rất ngon miệng, dù thật ra là cô đang rất đói bụng. Ở trên bàn cơm, Nghệ Tuyền ríu rít khoe với Cố Thừa Đông mấy ngày nay ngoan cỡ nào. Dương Cẩm Ngưng nhìn trần nhà, cuối cùng cũng không thể nhẫn nại, dùng đũa gõ gõ chén của Dương Nghệ Tuyền. Cầm miệng, ăn cơm, nói nữa mẹ vá mồm con lại bây giờ. Tiểu quỷ mếu máo cúi đầu ăn cơm, sau đó lại bắt gặp ánh nhìn của Dương Cẩm Ngưng. Không thể để mẹ vá vốn không tốt, sẽ méo mồm con mất. Cố Thừa Đông nhìn con gái, bật cười. Dương Cẩm Ngưng hít sâu. Con còn muốn nói nữa phải không? Lần này cô bé liền ngoan ngoãn, kiên quyết chấp hành chính sách, chỉ ăn cơm, không nói lời nào. Ở trên bàn cơm không ai nói gì, bầu không khí có vẻ rất áp lực. Dương Cẩm Ngưng bắt đầu hối hận vì bắt con gái câm miệng. Cô đành mở tivi, chí ít cũng có âm thanh phát ra, như thế cũng có thể khiến cho bản thân cảm thấy tự nhiên hơn. Kết quả, không biết có phải là do số mệnh không tốt hay không, trên tivi đang phát tin tức về lễ cưới sắp tới giữa Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng, cuối cùng còn chiếu cả ảnh chụp của hai người. Nghệ Tuyền liếc nhìn tivi, lại liếc nhìn Cố Thừa Đông. Ba trên tivi kìa. Nghệ Tuyền nhìn xong, Dương Cẩm Ngưng nhìn con gái nói, con hoa mắt đấy. Tiểu quỷ lập tức câm miệng, tiếp tục ăn cơm. Cố Thừa Đông tự dưng gắp đồ ăn vào bát, nhưng mà dùng đũa đảo đảo một lúc, rồi ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt. Cô ăn cơm bình thường, như là không thèm để ý tới bản tin kia. Anh quan sát cô một lúc, không kìm được hỏi, em có muốn hỏi gì không? Dương Cẩm Ngưng chớp chớp mắt, nhìn anh giả ngu. Hỏi cái gì? Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm cô, muốn tìm ra một nguyên cớ trong đó, nhưng cô lại tỏ ra thờ ơ, vô tội, coi như không rõ anh hỏi gì. Cố Thừa Đông thở dài, cũng làm bộ không quan tâm. Là anh sắp kết hôn. Dương Cẩm Ngưng gật đầu. Ừ, vậy có cần nói chúc mừng không? Đôi đũa trong tay của Cố Thừa Đông run lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ không biết tích cực kia. Là anh sắp kết hôn với người khác. Cô gật đầu. Còn có thể có con nữa. Anh nói tiếp. Cô lại gật đầu. Anh không nói nữa, im lặng nhìn cô. Nhưng sau đó cô mỉm cười. Không có gì, anh có thể kết hôn cùng người khác, em cũng có thể mà. Thấy sắc mặt của anh không tốt, cô mới nói tiếp. Lẽ nào em rất kém cỏi?
anh sợ em không gả được cho ai à? Nhìn vẻ mặt của anh, cô cảm thấy rất vui. Rốt cục hòa nhau một ván, hiện tại cô đã nghĩ thông suốt. Cô sợ cái gì? Dù sao cũng không phải chia tay, sống không nổi. Trên đời này, phụ nữ chạy theo tình yêu sẽ không điên, không chết, nhưng chỉ biết đuổi theo duy nhất một thứ là tình yêu thì nhất định sẽ phát điên. Cho nên phải tìm cho bản thân một thú vui nào đó, kể cả công việc hay sở thích. Như vậy thì dù không có đàn ông và tình yêu, bản thân cũng không đến nỗi thất bại. Cô nhìn theo anh, chậm rãi nở nụ cười. Nghệ Tuyền hết nhìn Cố Thừa Đông rồi lại nhìn Dương Cẩm Ngưng, sau đó bĩu môi. Bảo con câm miệng, ba mẹ lại nói, thật là không công bằng. Là hết sức không công bằng. Con cũng muốn khâu miệng ba mẹ lại nữa. Bầu không khí gượng gạo của bị tiểu quỷ này đánh vỡ. Sau khi ăn cơm xong, cô bé đem món quà mình mua tặng cho Cố Thừa Đông, vẻ mặt cực kỳ lấy lòng. Dương Cẩm Ngưng đánh giá, nhưng lúc thấy món quà Dương Cẩm Ngưng chỉ cười nhạt không nói, có tặng cho cô cũng không thèm. Tiểu quỷ có lẽ đã từng thấy Cố Thừa Đông hút thuốc nên mua một cái bật lửa. Đừng hy vọng cái bật lửa kia có gì tốt, đó là một cái bật lửa rất bình thường, bởi vì nhiều nơi bán bật lửa này 5 đồng một cái. Tiểu quỷ rất sợ Cố Thừa Đông không thích, nó lập tức giải thích. Con phải dành tiền ăn kẹo để mua. Của ít lòng nhiều. Nhà đầu kia nháy mắt, đặc biệt nghiêm túc. Con bé rất muốn ăn kẹo đó, nhưng không đi mua ăn vì còn phải mua cho ba cái bật lửa. Cố Thừa Đông cầm bật lửa trong lòng bàn tay, cảm thấy nên giữ cẩn thận, chờ đến khi tiểu nha đầu này lớn lên sẽ lấy ra cho nó xem. Đây là lần đầu tiên con gái mua tặng quà, cái này tương đối thú vị. Dương Cẩm Ngưng đi đến bên hai bố con, tận lực nhìn chiếc lắc ở trên chân mình. Quà tặng của cô rất tốt, vừa đẹp lại vừa dùng được, đặc biệt thích hợp với cô. Nhưng nha đầu kia không thèm nể mặt mẹ, liếc nhìn mẹ một cái. Cái kia của mẹ là tiền của bà ngoại mua đấy. Ý là không thể coi như là quà của cô bé. Dương Cẩm Ngưng tức giận, dừng bước nhìn con gái. À, nhưng mà mẹ thấy chiếc lắc này rất đẹp, với lại rất quý. Nha đầu lại cố ý lý sự. Mẹ từng kể cho con nghe một câu chuyện con gì? Một phú ông quyên góp 100 vạn và một người nghèo chỉ có 100 đồng, nhưng quyên góp cả 100 đồng. So sánh hai người với nhau, rõ ràng 100 đồng của người nghèo vẫn cao thượng hơn. Như thế, cái bật lửa này của ba dù không đáng tiền nhưng mới là cao thượng. Dương Cẩm Ngưng lời chẳng muốn sửa cách dùng từ sai của con gái. Cô cười. Bây giờ mẹ thay đổi ý kiến rồi. Mẹ nghĩ người quyên 100 vạn kia cao thượng hơn. Nha đầu nhíu mày vẫn không hiểu, hỏi lại. Vì sao? Con nghĩ xem, người quyên 100 vạn có thể xây dựng vài trường tiểu học, cho nhiều trẻ em có thể đọc sách. Người quyên 100 đồng kia có thể giúp được bao nhiêu? Nha đầu hình như suy nghĩ một hồi lâu, tìm không được lý do bác bỏ câu nói của mẹ. Sau đó, cô bé nhìn Cố Thừa Đông. Ba, sau này con sẽ kiếm nhiều tiền, mua quà tặng ba đắt tiền. Dương Cẩm Ngưng thật muốn nôn ra, cô là người sinh con ra. Thế mà cô lại muốn, nó lại muốn mua quà cho người khác. Cố Thừa Đông vuốt vuốt đầu con gái. Ngoan, bà sẽ đợi, không được thất hứa đâu đấy. Nhà đầu kia có một điểm là đáp ứng rồi sẽ làm được, đây mới là chuyện tốt của con gái. Vậy con phải học thật giỏi. Cố Thừa Đông liền mở miệng. Vì vậy, vì sao? Mẹ nói kiếm tiền và học hành đâu có liên quan. Cố Thừa Đông liếc nhìn người phụ nữ kia, cô trốn rất nhanh, giả vờ như không nghe thấy. Cố Thừa Đông hít sâu, ngồi xuống trước mặt con gái. Bởi vì học cũng là một lựa chọn, cũng giống như đường đi vậy, có nhiều con đường khác nhau để đi, nhiều hướng để chọn, không phải là rất tốt hay sao? Nhà đầu kia cái hiểu, cái không, nhưng vẫn giật gật gật đầu. Hai bố con nói chuyện một lúc, trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con, nói chuyện với người lớn lâu rồi cũng sẽ sốt ruột muốn đi chơi. Cố Thừa Đông dặn con cẩn thận rồi để con đi chơi. Trẻ con bây giờ thích chơi, thích đùa, chỉ cần không quá trớn, thật ra đều rất tốt. Dương Cẩm Ngưng đứng ở trên ban công sấy tóc, gió thổi tóc cô bay loạn xạ. Nhưng cô cực kỳ thích cảm giác này, cả người rất thoải mái, hơn nữa tâm trạng cũng tốt. Cố Thừa Đông đi đến gần cô, liền dừng lại, tựa lưng vào tường, nhìn cô, vẻ mặt không biểu cảm. Dường như có từ trường hấp dẫn, Dương Cẩm Ngưng quay đầu mỉm cười. Thấy anh bất động, không có biểu cảm gì,
cô bèn đi vào nhà lấy ra cái mũ. Ý nghĩa này xuất hiện khi cô nhìn thấy một anh chàng đẹp trai. Lúc ấy cô nghĩ không biết Cố Thừa Đông đội mũ vào trông sẽ như thế nào, có phải là sẽ rất hấp dẫn hay không. Nhưng cô không đủ cao, anh lại không chịu phối hợp. Cô đẩy anh một cái. Đáng ghét. Tại em vô vị á. Dương Cẩm Ngưng bĩu môi. Hay, em nói cho anh một bí mật. Gì? Bí mật đương nhiên là phải nói thầm. Cô làm một bộ mặt nghiêm chỉnh, bắt anh cúi người xuống. Cô lập tức đem một cái nón đội lên đầu anh. Không ngờ lại làm được. Dù sao đội rồi, đừng bỏ ra, nhìn rất đẹp, thật đấy. Cố Thừa Đông định lấy ra, nhưng cánh tay giơ giữa không trung liền dừng lại. Quên đi, nhìn cô cười hài lòng như vậy, không biết là đang muốn làm gì. Thật sự không để ý. Anh muốn hỏi vấn đề này. Cô đương nhiên biết anh muốn hỏi cái gì, vô tội nhìn anh. Không phải, là em đang nghĩ nếu anh thật sự kết hôn với người phụ nữ khác, em nhất định sẽ ngày ngày cầu mong vợ chồng anh hồng hạnh vượt tường, sinh con của người đàn ông khác, cho anh bị cắm sừng. Đến lúc đấy cuộc sống của anh sẽ thê thảm, em chỉ việc đứng cười. Cố Thừa Đông nghe xong liền bật cười. Em đúng là lương thiện thật đấy. Còn không phải ư. Chương 92. Chuyện cũ nhớ lại. Dương Cẩm Ngưng gần đây thấy Cố Thừa Đông có vẻ rất nhàn nhã, bởi vì thỉnh thoảng có việc hay không có việc anh cũng ghé qua. Có điều hai người không nói nhiều chuyện với nhau, phần lớn thời gian là trò chuyện chơi với con gái. Khi nhà đầu kia chạy đi chơi, anh sẽ ngồi một mình suy nghĩ đăm chiêu chuyện gì đó. Dáng vẻ trầm mặc của anh quá mức nghiêm túc, khiến người khác không dám quấy rầy. Vì thế mỗi lần Nghệ Tuyền muốn chạy đến gần ba đều bị Dương Cẩm Ngưng giữ lại. Nực cười là mỗi một lần Dương Cẩm Ngưng mở tivi lại thấy tin tức về hôn sự của Khưu Gia. MC còn khoa trương đến mức hỏi Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng là một đôi có 102 trên đời này. Hình dung hôn lễ kia người phàm xưa nay chưa từng thấy, khiến cho khán giả xem tivi chỉ có thể ước ao và đố kỵ. Mỗi một lần nghe MC nói, Dương Cẩm Ngưng đều nhìn về phía người đàn ông kia. Người đàn ông thâm tình, trung thủy với Mộ Song Lăng mà người ta nhắc đến hiện giờ đang ngồi ở trong nhà cô. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy giống như là mình đang yêu đương vụng trộm. Người ta khá thích, cảm giác kích thích. Dương Cẩm Ngưng cũng đặc biệt thích. Lúc này dụ dỗ Cố Thừa Đông một chút. Về phần kết quả, đã thành công. Sau một đêm triền miên, Dương Cẩm Ngưng tựa vào ngực Cố Thừa Đông. Anh không cảm thấy mình vớ bỏ sao? Bên kia có vợ chưa cưới, bên này có tình nhân miễn phí. Anh thấy em mới vớ bở, cô đơn nhiều năm, rốt cuộc cũng có người làm ấm giường miễn phí. Cô đánh vào ngực của anh. Anh không phải cũng cô đơn nhiều năm sao? Cái này người ta gọi là thỏa mãn nhu cầu. Anh có vợ chưa cưới, đâu có cô đơn. Cố Thừa Đông nghiêng người liếc mắt. Anh đưa tay đặt dưới đầu, mặc kệ Dương Cẩm Ngưng đang nhéo ngực mình. Dù sao cô cũng nhéo không mạnh. Nói cứ như là mình oan ức lắm ấy. Dương Cẩm Ngưng vô cùng khinh bỉ. Cố Thừa Đông gật đầu. Em phát hiện rồi. Lưng của anh bị cô dùng móng vuốt mèo cào lấy cào đẻ. Anh cũng không quan tâm, không tóm tay cô lại. Cô lại duỗi chân đá anh. Dù biết đánh không đau, nhưng cũng không phải vì muốn anh đau, đơn thuần chỉ chút ra những khó chịu ở trong lòng. Cố Thừa Đông đưa tay nắm cả hai tay cô, chăm chú nhìn. Anh còn biết xem tướng à? Dương Cẩm Ngưng thấy sắc mặt của anh nghiêm túc, không rút tay về. Nói đi, xem có được ông xã tương lai của em là ai không? Cái này không xem được. Vậy anh xem được cái gì? Cố Thừa Đông ép bàn tay của cô lại, bật cười. Nhìn tay em ngắn là thích đánh người rồi. Dương Cẩm Ngưng lập tức rút tay về. Được rồi, cái này là cô thừa nhận. Bực bội trong lòng, cô vỗ vỗ anh sai khiến. Đi xem con gái bảo bối của anh ngủ có đạp chăn không. Thế vì sao lại bảo anh đi? Bởi vì em mặc quần áo phiền phức hơn anh. Phải mặc hai cái, anh chỉ cần mặc một cái. Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô. Em có thể không mặc mà. Anh nói hay thật đấy. Khóe miệng của Cố Thừa Đông nhếch lên. Sao anh lại nói hay được như thế nhỉ? Dương Cẩm Ngưng dùng chân đạp đạp. Anh rốt cuộc có đi hay không? Cố Thừa Đông lần này không phản bác. Anh đứng lên tùy ý nhặt một cái quần bị ném xuống trước mặt, mặc vào rồi đi ra ngoài. Tiểu quỷ biết chỗ ngủ của mình bị ba chiếm, nhưng không hề khó chịu, thậm chí rất hài lòng. Cô bé có thể đem giấu đồ ăn vặt mang vào đây ăn, không cần lo lắng bị mẹ phát hiện.
Vì thế cô bé vô cùng thích bị ba chiếm chỗ ngủ, cũng rất chủ động ngủ một mình, lại còn mượn cớ thầy giáo nói trẻ con phải độc lập. Nhà đầu ngủ rất ngoan, đắp chăn kín. Cố Thừa Đông nhìn một hồi, sau đó mới đi trở về. Ân ân ái ái đến đêm muộn, nhưng Dương Cẩm Ngưng lại không buồn ngủ. Nghe tiếng bước chân của Cố Thừa Đông, cô quay sang làm một cái mặt quỷ hết sức mắc cười. Cố Thừa Đông nhíu mày, dường như nghĩ cô lại muốn giở trò. Anh lên giường chui vào chăn. Dương Cẩm Ngưng nghiêng người qua nhìn anh, dường như vô cùng hứng thú nói chuyện phiếm. Anh, nếu như tại hôn lễ em chạy đến nói Cố Thừa Đông em mang thai rồi, sau đó cướp anh đi, mọi chuyện dùm beng lên, anh sẽ có tâm trạng gì? Vẻ mặt của Cố Thừa Đông không thay đổi. Em xem cái này trên TV hay là đọc trong tiểu thuyết đấy? Cái con người này thật là một chút cũng không phối hợp. Em đang nghiêm túc mà. Thì anh cũng rất nghiêm túc. Vẻ mặt của Cố Thừa Đông quả nhiên nghiêm túc hơn cô một chút. Anh vì sao không có khả năng này? Dương Cẩm Ngưng thử đả động. Có phải là thấy rất hãnh diện vì có phụ nữ tới cướp hay không? Anh đang nghĩ trong đầu em á, rốt cuộc là chứa cái gì? Dương Cẩm Ngưng nằm xuống. Người này và cô chắc chắn không phải là người cùng một hành tinh. Sau một lát im lặng, Dương Cẩm Ngưng rốt cục quyết định ngủ. Nhưng cô không ngủ được. Có vài chuyện trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đột nhiên cô mở mắt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Anh có còn nhớ anh đã từng nói với em một câu không? Câu gì? Anh nói đây là thái độ của em đối với Suzy. Lúc đó trong tay em mà có dao, nhất định em sẽ đâm anh. Chuyện qua đã lâu nhưng cô vẫn canh cánh ở trong lòng. Thấy anh không nói lời nào, cô đẩy anh một cái, bắt anh mở miệng. Hóa ra chuyện suốt nữa là anh bỏ mạng đấy à? Dương Cẩm Ngưng không cam lòng. Cô nói chuyện nghiêm túc nhưng anh lại nói như có lệ vậy. Cô cắn bả vai của anh một cái là rất cố sức, cho đến khi anh hô hấp khó khăn mới dừng lại. Cố Thừa Đông xoa nhẹ chỗ vừa bị cắn. Xem ra anh bất cứ lúc nào cũng có thể chết nhỉ. Cảm thấy còn chưa đủ, cô lại đập vào bả vai anh một phát. Em đang nói chuyện nghiêm túc mà. Cố Thừa Đông im lặng một giây. Suy nghĩ của anh chính là hóa ra là em không thích Suzy. Kỳ thật anh cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Hóa ra là cô không thích người em cùng cha khác mẹ kia, không thích một tô tây mà mọi người đều yêu quý. Nghe anh nói thế, nắm đấm trong tay cô cũng chậm rãi buông ra. Em còn tưởng anh... Tưởng cái gì? Có những chuyện rất lâu về sau khi nhắc đến đã không còn kích động, muốn lập tức biết chân tướng như xưa nữa. Hai người ở gần nhau như vậy cũng không nói chuyện trong quá khứ, giống như đang cùng nhau hồi tưởng. Thực ra cô cũng không có ý định nói về chuyện này, nhưng đã vô ý thức nhắc tới nên đành phải nói tiếp. Em tưởng anh vĩnh viễn không thể quên cô ấy, cho nên em mới ghét cô ấy. Cố Thừa Đông không mở miệng ngay, sửng sốt nửa ngày. Nếu như anh quên cô ấy, em sẽ không ghét cô ấy chứ? Vẫn ghét. Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ một chút, lại thay đổi ý kiến. Có lẽ sẽ giảm đi một chút. Em muốn anh trả lời em như thế nào? Ngữ khí của anh rất nghiêm túc. Tô Tây và anh từng yêu nhau, không thể gạt bỏ được, cũng không có cách nào phủ nhận cả. Anh chỉ có thể nói tình cảm ấy thuộc về quá khứ. Còn người ta mà cứ so đo tính toán đến quá khứ thì rất là ngu xuẩn. Cho nên anh mới không muốn so đo cùng em, phải không? Cô nhìn anh. Anh nói Tô Tây thuộc về quá khứ, chẳng phải bây giờ Dương Cẩm Ngưng cô cũng là quá khứ của anh rồi ư? Cô không muốn mình giống như Tô Tây, nhưng bây giờ hóa ra cô và Tô Tây lại đang cùng đóng một vai. Anh vươn tay qua ôm cô. Ngủ đi. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Em không muốn ngủ. Cô đẩy tay anh ra. Em bây giờ mới nhớ, anh còn chủ động ly hôn với em, bỏ rơi em, khiến em biến thành người con gái bị chồng bỏ, làm người mẹ đơn thân. Cố Thừa Đông day day chán. Anh tưởng khi đó em muốn anh làm như vậy. Tưởng cái đầu anh nghĩ. Cố Thừa Đông nhắm mắt. Anh nghĩ em muốn trở lại quá khứ. Trở lại lúc đơn thuần tươi đẹp khi còn bé, thời gian ở bên Dương Nhất Sâm. Cũng giống như cô nghĩ, anh không còn cách nào quên Tô Tây. Trong lòng anh cũng cho rằng cô không cách nào từ bỏ được Dương Nhất Sâm. Dương Nhất Sâm nằm viện, cô sốt ruột như vậy, thậm chí cái gì cũng không quan tâm. Khi đó anh đã nghĩ nếu như người nằm viện là anh, cô có thể cũng quan tâm như vậy không? Có lẽ là không. Quả đúng như người ta nói, giây phút sinh tử mới biết ai là người yêu mình. Anh đang nghĩ có đúng hay không? Trong lúc cô tưởng mình sắp chết, cô cuối cùng hiểu rõ điều cô muốn không phải là cuộc hôn nhân này
mà là đoạn tình yêu bị chia lìa. Cô không biết anh đã từng đứng ở một góc khuất trong bệnh viện, thấy cô khóc một mình. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc thảm thiết như vậy để trốn một người đàn ông. Khi đó chính anh cho rằng bản thân rất cứng rắn, nhưng ngay cả làm bộ đi đến phòng bệnh nhìn vợ và anh trai cô ấy, anh cũng không làm được. Anh thậm chí sợ bản thân không thể khống chế được, vì thế mới vội vã rời khỏi. Anh đi lên sân thượng của một tòa nhà trong thành phố, tự hỏi bản thân mình, nếu như năm đó Tô Tây không bỏ đi, anh có cố gắng hay không? Anh hiểu rõ, thực ra anh cũng sẽ cố gắng, cho dù cuối cùng vẫn có thể phải chấp nhận một cuộc sống không như ý muốn. Nhưng tình cảm của người phụ nữ và đàn ông không giống nhau. Phụ nữ có thể cả đời chỉ yêu một người, cả đời không từ bỏ người ấy. Chuyện đó thì anh không làm được, nhưng anh lại nghĩ biết đâu cô lại làm được. Anh không thể quên được cái vẻ mặt kiên định của cô khi cô đòi tới bệnh viện thăm Dương Nhất Sâm. Vì vậy anh đành buông tay. Thực ra cũng không hoàn toàn, vẫn còn có một vài chuyện để nhớ. Lúc trước anh gọi cuộc điện thoại ấy cho cô, sau đó anh không còn một chút lý do nào để mình lưu luyến nữa. Chúng ta đều cho rằng đối phương gây ra chuyện, nhưng sau này nhìn lại thì phát hiện chúng ta đều đã sai, đã bỏ qua cơ hội để bày tỏ. Dương Cẩm Ngưng ôm lấy anh. Em chưa từng muốn ly hôn, em chỉ không muốn trở thành người bị vứt bỏ. Vì vậy cô tỏ ra thái độ kiêu căng, không muốn người khác thương hại. Nhắc tới việc này, phải hỏi cô một chuyện khác. Chuyện năm đó anh thực sự không rõ lắm. Là chuyện của Dương Cẩm Ngưng bị mẹ con Tô Tình hãm hại để Cố Thừa Đông cưỡng bức. Lần đó Cố Thừa Đông bị chuốc thuốc mê nên không biết cả đó là Dương Cẩm Ngưng. Dương Cẩm Ngưng sửng sốt mới hiểu ý của anh. Cô biết anh không hiểu rõ, đấy là lý do sau khi kết hôn anh luôn lạnh nhạt với cô. Nhưng cũng tốt, cô vốn không muốn người khác hiểu rõ. Lúc ấy có phải em rất muốn giết chết anh hay không? Dương Cẩm Ngưng lắc lắc đầu. Không có, lúc đó em rất tức giận, vì vậy làm một chút chuyện để cân bằng tâm trạng. Sau này nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là ông trời đã sắp đặt như vậy. Em chấp nhận theo số phận. Giống như em biết, trong tương lai em nhất định gặp một người đàn ông, cùng anh ta kết hôn, cùng anh ta sinh con, còn có yêu anh ta. Xảy một ly, đi một dặm. Nếu như anh biết, anh sẽ cảm thấy bản thân mình vẫn xấu xa, rồi chia tay với Tô Tây. Cố Thừa Đông cau mày, không phải anh đang nghĩ đến chuyện này, mà xưa nay chưa từng có ý nghĩ như vậy. Nếu lúc đó em mang thai, thì sẽ có thể. Anh thật tầm thường. Dương Cẩm Ngưng đánh giá, cho dù em mang thai cũng sẽ không sinh nó ra. Nếu như cô thê thảm như vậy mà Diệp gia lại dựa vào cuộc hôn nhân này của Suzy để đi lên, cô hẳn sẽ suy nghĩ như thế, sẽ sinh con, sau đó đem tới trước mặt cặp đôi này, khiến mọi người ghét bỏ cuộc hôn nhân của bọn họ, xem bọn họ làm sao mà hạnh phúc tiếp. Ý nghĩ trong đầu khiến cô phát hiện mình thật ác độc. Năm đó bản thân thật ấu trĩ, cô đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng sau khi có con, cô mới biết mình không thể làm như vậy được. Nhưng Cố Thừa Đông không quan tâm tới chuyện cô có ác độc hay không, chỉ nghi hoặc nhìn cô. Lúc đó anh cho rằng anh khỏe như thế, mỗi lần đều có thể khiến cô mang thai được hay sao? Câu chuyện tới chỗ này cũng phải dừng lại. Bao nhiêu nỗi nặng nề ở trong lòng dường như cũng được trút hết, thật nhẹ nhõm, thoải mái. Chương 93, số còn lại. Dương Cẩm Ngưng ra tới cửa mới phát hiện Cố Thừa Đông hẳn là không nhàn rỗi mới đúng, bởi vì màn hình tinh thể lỏng ở trên quảng trường đang phát một tiết mục trò chuyện. Đối phương phỏng vấn là một cụ già ở một cửa hàng. Chương trình này gần đây luôn lấy các chủ đề mà các chương trình khác không dám làm, hơn nữa còn là tin tức lần đầu tiên công bố. Đương nhiên, thu hút được lòng hiếu kỳ của người xem cũng cần phải trả giá lớn. Ví dụ như chương trình này đã bị rất nhiều ngôi sao lên tiếng kháng nghị. Lúc này MC đang khéo léo dẫn dắt bà cụ nói ra những nội dung vốn không liên quan tới cuộc phỏng vấn, chẳng hạn như chuyện tranh đua giữa Cố Thị và Thịnh Ân tại thương trường. Dương Cẩm Ngưng thực sự bội phục MC hoàn toàn không để lộ dấu vết dụ dỗ này, làm cho thần không biết, quỷ không hay. Xem xong, cô mua đồ ăn chuẩn bị trở về. Trong lòng nghĩ, hiện tại Cố Thị do Cố Kế Đông quản lý lại đối đầu với Thịnh Ân quốc tế. Không biết Cố Kế Đông rốt cuộc muốn làm ra cái gì.
Cô đi một đoạn, đột nhiên dừng bước. Quả nhiên cô vừa nghĩ thì chuyện đó xảy ra. Cách đó không xa, có một chiếc xe cũng dừng lại. Cố Kế Đông hẳn là vô tình lái xe tới đây nên mới trùng hợp đi ngang qua. Đã là người quen, đương nhiên phải tán gẫu một chút. Dương Cẩm Ngưng còn đang cầm đồ ăn vừa mua, rất ra dáng một phụ nữ đảm đang. Một người như cô nhất định không tiện đi vào nơi cao cấp này. Nhưng đi cùng Cố Kế Đông, cô lại rất có hứng muốn biết thái độ của những người phục vụ ở đây sẽ như thế nào. Đáng tiếc là bọn họ tố chất làm việc rất tốt, luôn mỉm cười ôn hòa với cô. Sau khi ngồi xuống, Cố Kế Đông gọi một tách cà phê. Dương Cẩm Ngưng không thích cái thứ đắng đó, muốn uống cái khác, nhưng ở đây lại chỉ có cà phê. Nhân viên phục vụ có chút lúng túng, Cố Kế Đông đành gọi cho cô một ly nước lọc. Cố Kế Đông nhìn chằm chằm số đồ ăn Dương Cẩm Ngưng đặt ở bên kia, không biết đang nghĩ gì. Anh đột nhiên cười. Cô bây giờ sống tốt nhỉ? Dương Cẩm Ngưng dình nhìn giọt nước ở trên bàn. Có lẽ là lúc người ta lau bàn bỏ sót lại nên bây giờ vô cùng gây chú ý. Sao? Cậu thất vọng à? Ngữ khí của Dương Cẩm Ngưng không được tốt lắm. Mọi chuyện đã qua lâu như vậy. Tuy rằng cô đã từng hoài nghi nhưng cũng không hề quá bận tâm. Một là vì không cần thiết, hai là vì cô cũng không muốn khiến anh khó chịu. Tốt nhất là giả vờ không biết. Cố Kế Đông sờ sờ cằm. Cô nói giống thật quá nhỉ? Dương Cẩm Ngưng cắn môi. Tôi nhớ rằng tôi không có gì đắc tội với cậu. Hay là thái độ của cậu với Cố Thừa Đông vẫn luôn được cậu giấu kỹ? Cố Kế Đông bật cười. Cô có suy nghĩ đến nguyên nhân không? Nụ cười của anh ta không hề có ý tốt. Dương Cẩm Ngưng chỉ cảm thấy lòng dạ người này thật thâm sâu. Ở Cố gia nhiều năm như vậy cũng chỉ lộ ra bộ dáng bất cần. E rằng ngay cả cha mẹ anh ta cũng cho rằng anh ta thờ ơ với Cố thị. Nhưng thực chất anh ta lại là người cuối cùng được lợi. Người như vậy rất đáng sợ. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy may mắn vì trước đây không tiếp xúc quá nhiều với anh ta. Không muốn biết. Nếu nguyên nhân thật sự có thể không phải là đáp án khiến bản thân dễ chịu, kỳ thực không nhất thiết phải nghe. Có người hỏi trưởng thành là gì, đối với cô thì chính là không tò mò những thứ gọi là nguyên nhân, cũng không muốn đem bí mật mà bản thân biết chia sẻ cho người khác. Cố Kế Đông nhìn cô không nói gì nữa. Dương Cẩm Ngưng đứng lên. Con gái của tôi còn đang ở nhà, tôi đi ra ngoài lâu rồi, con bé sẽ sợ, tôi phải về đây. Anh ta không gật đầu, cũng không lắc đầu. Cô không thèm để ý tới, đứng lên tự mình rời khỏi. Cố Kế Đông nhìn tách cà phê nóng đang bốc hơi ở trên bàn. Có những bí mật vẫn nên chỉ thuộc về một người. Dương Cẩm Ngưng vừa về tới nhà đã bị con gái tỏ ra ghét bỏ. Trước khi cô đi chợ, Nghệ Tuyền đã dặn đi dặn lại phải mua thạch hoa quả cho cô bé. Vậy mà cô lại quên mất, chỉ mang về nhà một túi đồ ăn lớn. Nhà đầu kia rất đau lòng, mếu máo nhìn mẹ. Đói bụng, con đói bụng mà. Tiểu quỷ nằm bò ra bàn, ngay cả đầu cũng không buồn nhấc lên. Dương Cẩm Ngưng cho thức ăn vào tủ lạnh, thờ ơ nói. Con nên đi học diễn kịch đi. Con thích truyền hình hay là điện ảnh? Nhà đầu kia lăm lăm nhìn mẹ, nghe không hiểu hàm ý trong câu nói. Con thích thạch hoa quả cơ. Cô bé tròn mắt thích thú. Sau này con muốn mở một cửa hàng sản xuất đủ loại thạch hoa quả. Dương Cẩm Ngưng nhìn lên trần nhà một chút. Lần trước Dương Nghệ Tuyền nói lớn lên muốn cho mở một cửa hàng bánh gato, bởi vì lúc đó nó thích bánh gato. Không được mấy ngày lại nói muốn mở một cửa hàng kem, bởi vì khi đó nó muốn ăn kem mỗi ngày. Hiện tại thì tốt rồi. Còn tốt nhất đừng có mở. Dương Cẩm Ngưng thành tâm đề nghị. Sao vậy? Nhà đầu hất quai hàm, vẫn còn ấm ức vì không được ăn thạch. Thạch hoa quả ăn rất ngon, một viên long lanh bỏ vào miệng cắn một cái, thực sự rất ngon, càng nghĩ càng muốn ăn vậy. Bởi vì con sẽ ăn đến sập tiệm mất. Dương Cẩm Ngưng đi tới xoa xoa mặt của Nghệ Tuyền. Nghệ Tuyền không thèm để ý đến mẹ, lại bổ nhòa ra bàn. Con biết, nhà mình nghèo, mua không nổi đồ ăn vặt, con phải ngoan ngoãn, không được đòi ăn cái gì. Nhà mình nghèo, mua không nổi, mua không nổi. Thạch hoa quả ăn rất ngon, vì sao con không thể ăn? Bởi vì chúng ta không có tiền. Không có tiền mà. Chúng ta nghèo, nghèo quá. Bởi vì con không biết kiếm tiền, nhưng con lại muốn ăn thạch. Vì sao không lại muốn ăn thạch? Bởi vì thạch ăn rất ngon. Vì sao thạch lại ngon? Nhà đầu kia cứ lèo nhèo mãi không dứt. Dương Cẩm Ngưng nhịn không nổi. Bởi vì con là cái đồ ăn tham. Nhà đầu bĩu môi, tiếp tục nằm úp sấp. Dương Cẩm Ngưng cũng không muốn nói chuyện,
Nhưng nha đầu kia bị cô ức hiếp nên giận dỗi, đành dỗ con gái một chút. Con bé lại không cảm kích. Hay, Thạch Hoa Quả đúng là có sức mạnh rất lớn vậy. Dương Cẩm Ngưng trỏ trỏ ngọ lên đầu của nha đầu kia. Đi thôi, đi ra ngoài. Làm gì? Thì đi mua thạch chứ làm gì. Con bé ngay lập tức sinh lực dồi dào, đứng dậy, vui vẻ kéo tay Dương Cẩm Ngưng. Mua một giỏ thạch hoa quả lớn, tiểu quỷ không xách nổi nhưng vẫn muốn tự mình xách lấy. Dương Cẩm Ngưng đành phải chậm chạp để chờ khuê nữ nhà mình, nhưng phát hiện mọi người đi đường đang nhìn cô soi mói. Được rồi, cô cũng cam chịu số phận. Nhìn con lúc này, xác thực cô cũng cảm thấy là mình đang ngược đãi trẻ con vậy. Vừa về tới khu chung cư, thấy xe của Cố Thừa Đông thì dừng lại. Dương Nghệ Tuyền thấy ba thì lập tức mở miệng. Ba, mau tới xách giúp con, nặng sưng đỏ tay rồi. Dương Cẩm Ngưng hít sâu một hơi. Vừa rồi rõ ràng chính con bé đòi tự mình xách, cô muốn giúp nó còn không cho. Cố Thừa Đông nhận lấy túi từ tay con gái, xoa xoa cánh tay con gái một cái, đúng là đỏ thật. Con bé lấy một cái thạch ra ăn, vừa đi vừa xách túi thì không ăn được. Vừa nãy là con bé không nghĩ tới chuyện này, nhưng mà dù có để cho mẹ xách túi thì cũng nhất định không cho cô vừa đi trên đường vừa ăn. Dương Cẩm Ngưng tức giận nhìn chằm chằm con gái mới mở miệng. Anh gần đây không phải là rất bận sao? Nha đầu kia ăn vội ăn vàng, nghe câu nào hỏi của Dương Cẩm Ngưng thì ngẩng đầu, phát hiện ra không phải hỏi mình thì mặc kệ, tiếp tục ăn. Cố Thừa Đông đi vào thang máy. Bận cái gì? Bận... Cô sửng sốt. Em làm sao biết là anh bận cái gì? Hiện tại người ta đang bàn tán sự đối đầu giữa anh và Cố Kế Đông như vậy mà anh còn tỏ ra thờ ơ ư? Anh bình tĩnh như vậy. Cố Thừa Đông không mở miệng, lấy thêm một cái thạch đưa cho con gái. Ra khỏi thang máy, Dương Cẩm Ngưng đột nhiên quay đầu. Hôm nay em gặp em trai của anh. Thấy Cố Thừa Đông nhíu mày, giống như không nhớ nổi là mình có một em trai, vì vậy liền đổi giọng. À, hôm nay em gặp Cố Kế Đông. Cố Thừa Đông lần này có phản ứng, nhìn chằm chằm cô như xác định cái lại cái gì đó. Vậy nói những gì? Chẳng nói gì cả, lúc lấy chìa khóa mở cửa. Cô mới mở miệng. Em và anh ta không quen thân, dựa theo quan hệ của anh mới nói chuyện vài câu thăm hỏi thôi. Không biết vì sao, Cố Thừa Đông nghe cô nói như vậy lại nở nụ cười. Dương Cẩm Ngưng hoài nghi, cô hình như không có nói gì sai mà. Như là có ý ngầm với nhau, Dương Cẩm Ngưng chủ động đi làm cơm, Cố Thừa Đông chơi với con gái. Con rất thích sói xám. Cố Thừa Đông nghe con gái nói thì hơi ngạc nhiên, vì hầu như trẻ con đều yêu thích cừu vui vẻ. Thế vì sao? Cố Thừa Đông vừa với ánh mắt đặc biệt chân thành, tiểu quỷ kia cũng trở nên nghiêm túc. Bởi vì sói đối với vợ rất tốt. Những lúc không thấy sói hầm, sói xám rốt sốt ruột, cừu cũng không thèm cả bắt, nhất định phải đi tìm sói hồng về. Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm con gái. Tìm về làm gì? Nha đầu cầm điều khiển từ xa nghĩ một chút. Tìm về để tiếp tục đối xử tốt với sói hồng. Sói xám sẽ tự mình làm cơm, dọn dẹp nhà cửa, còn nói sẽ rửa chân cho vợ. Có phải là sói xám rất tốt hay không? Cố Thừa Đông nhìn tiểu nha đầu hồi lâu, sau đó ôm lấy cô bé. Ờ, có lẽ vậy. Sau khi ăn xong, Cố Thừa Đông đưa con gái ra ngoài tản bộ. Dương Cẩm Ngưng không muốn di chuyển nên không đi theo. Cho đến khi hai cha con họ đi về, cô ra mở cửa, oán trách Cố Thừa Đông một câu. Sao không cầm chìa khóa đi? Nói xong, cả hai người đồng loạt cảm thấy ngạc nhiên. Tình huống này không biết là tốt hay xấu, nhưng Dương Cẩm Ngưng dường như cũng đã bị chìm đắm trong đó. Thấy Cố Thừa Đông không có ý rời khỏi, cô cũng im lặng để anh dỗ con gái đi ngủ. Cô tiếp tục ngồi trên sofa xem tivi. Cố Thừa Đông đi ra, Dương Cẩm Ngưng ngoái đầu lại nhìn anh. Không thể nào cùng anh thảo luận về vấn đề nam nữ, cô đành nghĩ một chủ đề khác. Cố Kế Đông hiện tại đang nhằm vào anh. Cố Thừa Đông ngồi cách cô không xa. Tại sao em lại hỏi như vậy? Người khác đều nói như vậy. Dương Cẩm Ngưng ngầm điều khiển từ xa, thay đổi một kênh khác. Quan tâm anh nên mới hỏi anh, không quan tâm đã chẳng hỏi rồi. Cô... là anh, ý cô là anh phải trả lời, bằng không sẽ có lỗi nhiều với cô vậy. Ờ, có thể nói như vậy. Vậy anh nghĩ cuối cùng ai sẽ thắng? Dương Cẩm Ngưng khá tò mò về chuyện này. Lời đồn đại của mọi người thật lợi hại, khiến cô cảm thấy Cố Thừa Đông trong miệng người ta với Cố Thừa Đông ngồi trước mặt cô đều là một người không dễ dàng đối phó.
cô thấy anh là một người đàn ông bình thường, lắm mưu nhiều kế, hiểu rõ thời cuộc. Có vẻ như anh không hiểu vì sao cô lại quan tâm tới chuyện này như thế. Có cái gì mà thắng với thua? Làm sao không có? Đến chiến tranh còn có thắng thua nữa là... Chiến tranh cũng không nhất định sẽ phân thắng thua. Anh cố ý chống lại cô, chỉ có thể nói là tổn thương nhiều hay ít thôi. Dương Cẩm Ngưng thở dài một hơi. Được rồi, kỳ thực ý em là ai tổn thương ít hơn? Thấy anh im lặng không nói, cô mỉm cười. Là sao? Là anh phải không? Anh không đáp, chỉ đổi sang chuyện khác. Anh không quyết đoán bằng cậu ta, không dám đem tất cả thực lực đổ lên trận chiến này. Không thích được ăn cả ngã về không? Dương Cẩm Ngưng mông lung, không hiểu. Là anh có ý gì? Chính là nếu như anh có 100 đồng, tuyệt đối sẽ không dùng hết một lần. Tối đa anh chỉ dùng 50 đồng. Vậy còn lại để làm gì? Cố Thừa Đông nhìn cô. Mua quần áo cho em chứ làm gì? Chương 94. Nhất định phải là anh ấy. Cố Thừa Đông lại đi công tác, cũng không biết là bận cái gì. Thực ra trước anh cũng bận, nhưng lúc nào cũng luẩn quẩn trước mặt cô. Từ chuyện này có thể chứng minh một việc: nếu như một người đàn ông mượn cớ bận rộn để không liên lạc với bạn, vậy chẳng qua là vì trong lòng người đàn ông đó bạn không quan trọng lắm. Nếu như bạn đủ quan trọng thì dù bận như thế nào, anh ta cũng bằng lòng dành một chút thời gian cho bạn, hoặc ít ra cũng sẽ gọi điện cho bạn. Cố Thừa Đông sau đó không xuất hiện. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không vừa ý. Cho dù anh rất tự giác gọi điện thông báo với cô rằng anh phải đi công tác, dặn cô chú ý việc học tập của nha đầu. Dương Cẩm Ngưng buồn chán lôi kéo con gái đi dạo. Lúc này nhìn tiểu quỷ, cô cảm thấy rất có nó cũng rất tốt. Ít ra thì cũng có người đi dạo phố. Con gái quả nhiên cũng có rất ít nhiều hữu dụng. Khi biển quảng cáo lớn KFC trên quảng trường đập vào mắt tiểu nha đầu thì nha đầu lập tức kích động kéo tay Dương Cẩm Ngưng. Đã lâu rồi con chưa có ăn mà. Chỉ biết tham ăn, Dương Cẩm Ngưng định lên lớp một bài, nhưng chợt nghĩ nếu là Cố Thừa Đông chắc chắn anh sẽ không từ chối. Vì vậy cô dắt tay nha đầu kia. Nào đi thôi, ăn một lần cũng không sao. Nha đầu vô cùng ngạc nhiên, còn đang nghĩ phải làm nũng như thế nào để mẹ bằng lòng cho mình. Kết quả chưa kịp giở thủ đoạn, mẹ đã thỏa hiệp. Giờ này ở trong quán không quá nhiều người, Dương Cẩm Ngưng xếp hàng đi lấy đồ ăn. Nha đầu ngồi ở một chỗ, từ xa nhìn mẹ lấy nhiều đồ ăn như vậy, con bé tỏ ra rất yêu thương mẹ, chạy tới bưng đồ ăn giúp mẹ. Cả hai cùng nhau trở lại chỗ ngồi. Sau khi ăn xong, Dương Cẩm Ngưng thấy có người quen đi vào. Nếu như không thấy Mộ Song Lăng, Dương Cẩm Ngưng kỳ thực quên mất Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng vẫn còn hôn ước, thậm chí còn nằm trên trang đầu của tạp chí. Hình như cô đã cố ý che đậy sự thật ấy nên quên mất mối quan hệ giữa bọn họ. Bây giờ gặp được đương sự, không thể nào coi như là không thấy được. Mộ Song Lăng cũng nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, mỉm cười với cô. Dương Cẩm Ngưng quay đầu làm bộ không thấy. Cô vẫn còn mang hận, vẫn nhớ như in Mộ Song Lăng nói như thế nào về mình. Nhưng nghĩ như thế nào cảm thấy không ổn, cô lại quay sang nhìn Mộ Song Lăng. Quả nhiên Dương Cẩm Ngưng không nhìn lầm, đứng bên Mộ Song Lăng còn có một đứa bé trai. Giống như phát hiện ra một châu lục mới, Dương Cẩm Ngưng cảm thấy vô cùng kích động, lập tức nhìn con gái. Tuyền Tuyền, con xem, con có nhớ cô kia không? Nghệ Tuyền nhìn theo hướng chỉ của Dương Cẩm Ngưng, liên tục gật đầu. Dạ nhớ. Tuyền Tuyền là một đứa trẻ lễ phép, có phải là nên qua bên đó chào hỏi cô ấy một tiếng không? Dương Nghệ Tuyền nhìn mẹ một lúc, ngẫm nghĩ xem mẹ đang muốn làm gì, sau đó uống một ngụm coca rồi mới đứng dậy, chạy đến bên cạnh Mộ Song Lăng nói gì đó. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm bọn họ. Nghệ Tuyền rất nhanh chạy trở lại, trong tay cầm một cái bánh trứng. Dương Cẩm Ngưng chờ con gái mình ăn xong mới mở miệng. Cô kia và anh kia đang nói chuyện gì? Cô còn không hỏi được. Nghe hỏi xong, Nghệ Tuyền bất bình. Mẹ, mẹ xem bọn họ, các anh kia căn bản không thích ăn KFC, nhưng cô vẫn đưa anh ấy đến ăn. Còn rất muốn đến đây ăn mà mẹ lại không cho đến. Thật là bất công mà. Dương Cẩm Ngưng lập tức hiểu ra, hóa ra là hai mẹ con. Nếu như nỗi phiền lão của Dương Cẩm Ngưng là vì Nghệ Tuyền thích ăn KFC, thì nỗi phiền lão của Mộ Song Lăng lại là con trai của cô ấy già dặn trước tuổi, có vẻ trưởng thành hơn các bé trai đồng lứa, nên sở thích cũng không giống những đứa trẻ khác.
Chính vì thế mà Mộ Song Lăng lại cảm thấy không biết có phải mình đã nuôi dạy con sai cách hay không. Mộ Song Lăng hất hàm về phía Nghệ Tuyền, trêu chọc con trai. Con bé rất đáng yêu, con có thích nó không? Kỷ Thành Hạo liếc mắt nhìn mẹ, vô vị. Mộ Song Lăng nhún nhún vai, không thèm để ý tới phản ứng của con trai. Chờ con trai ăn xong, cô mới cười cười. Đi thôi, chúng ta qua đó tâm sự với cô xinh đẹp kia. Mình mẹ qua đó được rồi. Kỷ Thành Hạo không thích đi cùng mẹ. Mộ Song Lăng cũng giở vờ ngạc nhiên. Mẹ tưởng con thích, từ nãy đến giờ con cứ nhìn qua bên đó mà. Kỷ Thành Hạo ngậm miệng. Kỳ thực cậu bé muốn nói, vừa nãy nhìn thấy cô kia, xem có đúng là cô mang thai hay không. Nếu có thì sinh ra chắc chắn sẽ là một cô bé đáng yêu lắm. Đương nhiên chuyện này không thể nói ra, bằng không để mẹ biết được thì thế nào cũng suy nghĩ xa xôi. Mộ Song Lăng đi về phía của Dương Cẩm Ngưng. Dương Cẩm Ngưng thấy Mộ Song Lăng có chuyện muốn nói, vì thế bảo Nghệ Tuyền đi qua bên kia chơi với Kỳ Thành Hạo. Con bé không có ý kiến gì, nói đi là đi. Chẳng qua là vì Dương Cẩm Ngưng vừa mua cho con bé một cái cánh gà, nên cô bé mới vui vẻ mà đi. Dương Cẩm Ngưng nhìn lại Mộ Song Lăng đang ngồi bên cạnh. Thật ra cảm giác của cô đối với Mộ Song Lăng rất phức tạp, không biết có thể nói là cảm giác gì. Dương Cẩm Ngưng gạt tóc ở trên trán. Con trai của cô rất đáng yêu. Mộ Song Lăng nở nụ cười. Thứ nhất, con trai của cô thì dĩ nhiên là đáng yêu rồi. Thứ hai, Dương Cẩm Ngưng nói như vậy là cố ý. Không dễ thương bằng con trai của cô. Mộ Song Lăng vẫn cười. Dương Cẩm Ngưng nhíu mày. Thịnh Ân Quốc Tế không phải là bây giờ rất bận hay sao? Thật ra cô muốn nói Mộ Song Lăng không đi cùng với Cố Thừa Đông đi công tác rõ ràng là rất lạ. Tôi đang nghỉ phép. Mộ Song Lăng cười rất sâu xa. Nghỉ kết hôn, cô hiểu không? Dương Cẩm Ngưng nhíu mày. Có cảm giác người phụ nữ này đang nói có ý gì đó. Nhưng cô không nghĩ ra vì sao cô ta lại phải cố ý như vậy. Vậy sao? Cô xác định hôn lễ của mình sẽ có chú rể à? À, việc này không kịp phiền cô lo lắng. Mộ Song Lăng không tức giận, cười cười nhìn Dương Cẩm Ngưng. Không phải là cô nghĩ đến chuyện đoạt hôn đó chứ? Cô cắn môi không nói lời nào. Có lẽ đúng là như vậy. Đúng là cô muốn như vậy, nhưng cô vĩnh viễn không làm. Nếu như một người đàn ông định cùng với một người phụ nữ khác kết hôn, cô tuyệt đối sẽ không đi cầu xin. Nếu đối phương đã vứt bỏ mình, có làm gì thì cũng chỉ là chứng minh mình bản thân ngu ngốc. Mộ Song Lăng thấy cô không mở miệng, cũng thu lại nét mặt. Tôi biết cô và Cố Thừa Đông lúc trước có quan hệ, nhưng tôi tuyệt đối không để ý. Nói xong nhìn sang hai đứa trẻ. Tôi cũng đã có con nên sẽ không yêu cầu ở anh ta quá cao đâu. Dương Cẩm Ngưng cắn môi, muốn nói cái gì lại phát hiện cái gì cũng không nói lên lời. Tôi đã có con gái với anh ấy, đó coi như là kỷ niệm giữa hai người, cô hẳn là không nên tiếc nuối. Mộ Song Lăng giả vờ thoải mái. Hơn nữa với tính cách của cô mà nói, mất đi Cố Thừa Đông cũng nhất định gặp người rất tốt, cô sẽ không để ý đâu chứ. Ai nói tôi không để ý? Dương Cẩm Ngưng thực sự có chút tức giận, cũng không biết người phụ nữ này trong lòng đang nghĩ cái gì. Mộ Song Lăng nhíu mày. Ồ, tôi tưởng là cô không để ý. Dương Cẩm Ngưng nhìn con gái. Cậu nhóc kia hình như rất nhẫn nại, chơi đùa cùng với Nghệ Tuyền. Tôi yêu con gái của tôi, điều đó không thể nghi ngờ. Nhưng tôi rất rõ, con gái không thể theo tôi hết đời. Tôi không biết người khác làm cha mẹ thế nào, có phải là không thể từ bỏ con gái hay không. Nhưng tôi nuôi dưỡng chúng là trách nhiệm nghĩa vụ của tôi, đương nhiên là còn vì tình mẫu tử nữa. Khi chúng trưởng thành, chúng sẽ gặp một người quan trọng trong cuộc đời của chúng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật sự vẫn là trong lòng con cái, cha mẹ đúng là chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Người có thể theo tôi đến già sẽ không phải là con gái tôi, mà là chồng của tôi. Trước đây tôi cũng đã suy nghĩ rời khỏi người đàn ông này sẽ gặp người kế tiếp. Tôi vĩnh viễn sẽ không cô đơn, miễn là tôi muốn. Mộ Song Lăng chỉ nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng, không hề lên tiếng. Dương Cẩm Ngưng cắn môi. Cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ ở bên cạnh tôi nếu không phải là Cố Thừa Đông nhất định không được. Ánh mắt của cô chưa bao giờ kiên định như vậy, nhưng khi cô nói xong lại tự mình nở nụ cười. Đây chính là suy nghĩ trong lòng cô. Cô tuân theo trái tim mình. Mộ Song Lăng không ngồi nữa, tự mình rời khỏi.
Cố Thừa Đông và Cố Kế Đông lần này cạnh tranh không hề nhường nhịn. Cố Thừa Đông cũng không quá để tâm vào chuyện được mất, tận lực làm tốt là được rồi. Nếu như kết quả không như ý, cũng không liên quan đến người khác. Nhưng Cố Kế Đông thì không như vậy. Anh ta chỉ hy vọng kết quả cuối cùng là thành công, không có ý thứ hai trong đầu. Hai người cuối cùng cũng phải đối mặt với nhau. Trước khi có kết quả, họ đang đứng ở phòng khách bên ngoài hành lang. Cố Kế Đông chắp tay sau lưng, tầm mắt phóng ra rất xa. Anh nói chúng ta ai sẽ thắng? Ai cũng không thắng cả. Vậy mà anh còn tới? Ai nói người nhất định phải thắng thua? Cố Kế Đông im lặng nửa ngày. Anh rõ ràng có thể ra tay, tại sao anh lại buông tay? Tôi không suy nghĩ đến điều này. Kết quả cuối cùng ai cũng sẽ chịu tổn thương, huống chi Cố Thị gặp nguy cơ lớn cũng không phải là điều anh muốn thấy. Nếu như là trước đây, anh e rằng sẽ không chút do dự nào mà tiêu diệt đối phương. Thế nhưng thời thế thay đổi, chuyện gì cũng có thể thay đổi theo. Tôi sẽ không cảm kích anh đâu. Cậu biết, điều tôi muốn nói chính là cậu từ bỏ. Cố Kế Đông tự xưng là hiểu rõ anh cũng hiểu rõ Cố Kế Đông. Cố Kế Đông làm ra một loạt kế hoạch như vậy, nếu không phải là muốn làm chuyện bất lợi cho anh, mà là chứng minh Cố Kế Đông hoàn toàn xứng đáng làm người kế tục Cố gia, muốn chứng minh năng lực của anh ta hoàn toàn có khả năng lãnh đạo Cố Thị đến một chỗ huy hoàng. Quan trọng là muốn chứng minh anh ta tài giỏi hơn anh, chứ không phải là muốn đánh nhau đến một mất một còn. Chỉ là một trận đấu mà thôi, mà trận này thì ai cũng phải chịu thua thiệt. Vậy chỉ có thể nói Cố Thừa Đông ngay từ đầu đã có lợi thế, vì vậy tổn thất cũng đơn giản, cũng ít thôi. Thay đổi tầm mắt, chỉ dẫn đối phương, chờ đối phương phát hiện ra thì đã không kịp thoát ra. Chỉ cần khiến cho Cố Kế Đông biết được trong cuộc cạnh tranh này anh ta không có lợi là được. Cố Kế Đông là người tuyệt đối có khả năng đánh bại người khác, cũng có thể buông tay. Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Nếu bản thân đã lĩnh hội được thực lực của đối phương, cũng không cần phải đưa mình vào thế khó. Cố Thừa Đông gật đầu. Ông nội hẳn là rất thích kết quả này. Cố Kế Đông nắm chặt tay, sau đó lại buông ra. Kết quả đấu thầu đã có, giống như Cố Thừa Đông dự đoán, là bị một công ty nội địa nào đó đạt được. Bọn họ chẳng qua chỉ tới đây chơi một chút. Nhiều khi tình người lại là thứ quan trọng hơn cả. Sau khi bọn họ cùng nhau đi ra đại sảnh, Cố Kế Đông gọi Cố Thừa Đông. Này, anh biết là tôi hâm mộ anh cái gì không? Cố Thừa Đông dừng bước. Là Dương Cẩm Ngưng. Cố Kế Đông cười cười. Anh quả thật là đã nghi ngờ từ lâu. Nếu như không phải cậu, cô ấy sẽ không dễ dàng biết được tất cả hành tung của tôi. Hơn nữa, có một số việc xảy ra quá mức trùng hợp. Anh thành thật trả lời. Cố Kế Đông lại cười, có phần bất đắc dĩ. Thật ra tôi gặp cô ấy trước anh, nhưng có lợi ích gì chứ? Cố Thừa Đông liếc anh một cái. Vậy hy vọng cậu đừng khiến cho ông nội thất vọng. Nói xong, anh xoay người rời đi. Cố Thừa Đông trở lại Mạc Xuyên, đối mặt với một đống văn kiện cao như núi. Trải qua một buổi sáng ở văn phòng, cho đến khi Mộ Song Lăng tốt bụng mang cơm trưa tới. Anh vất vả rồi. Cố Thừa Đông mở miệng. Cô tuyệt đối không để tâm. À, hôn lễ đúng cử hạn. Cứ thế mà cử hành. Cố Thừa Đông lắc đầu. Khiêu chiến vào điểm mấu chốt của người đàn ông như vậy, có phải là hơi quá đáng không? Mộ Song Lăng không thèm quan tâm đến câu nói của anh, đưa cho anh một vật. Nhìn anh vất vả như vậy, an ủi anh một chút. Đây là vật gì? Tôi tin là anh sẽ thích, vì chắc chắn anh chưa được nghe những lời như thế bao giờ. Cố Thừa Đông cầm chiếc máy ghi âm, mở lên. Chương 95. Anh yêu em. Cố Thừa Đông mở máy ghi âm, nghe rất nhiều lần rồi mới tắt đi. Anh dựa lưng vào ghế xoay, bao nhiêu mệt mỏi dường như được xóa nhòa. Anh nhắm mắt lại, giọng nói của cô văng vẳng ở bên tai. Cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ, bên cạnh tôi, nếu không phải là Cố Thừa Đông, nhất định không được. Không phải là Cố Thừa Đông thì nhất định không được, cái câu nói ấy nó mới tuyệt vời làm sao. Anh hiểu ý tốt của Mộ Song Lăng, với tính cách của anh và Dương Cẩm Ngưng, e rằng cả đời này sẽ không ai chịu nói những lời này trước mặt người kia. Đây đích thực là một món quà rất lớn. Lấy lại tinh thần, Cố Thừa Đông tiếp tục làm việc, bởi vì công việc còn khá bề bộn. Tan ca, anh rời khỏi phòng làm việc. Tâm trạng không phức tạp, không rõ vui buồn,
Ngồi vào trong xe, anh đột nhiên thay đổi chủ ý ban đầu, lái xe theo một hướng khác. Căn nhà của Khưu Thịnh Danh không hề xa hoa, thậm chí còn được trang hoàng theo phong cách cổ kính. Sở thích này cũng là một phần vì lý do xuất thân của ông. Ông vốn sinh ra trong nghèo khó, sau khi thành công trên thương trường vẫn duy trì cách sống giản dị. Cố Thừa Đông quan sát xung quanh, tất cả mọi thứ trong tầm mắt của anh đều sạch sẽ bóng loáng không một hạt bụi. Điều này không hay cho lắm, bởi vì ở một nơi quá sạch có thể khiến cho người ta ngại bước chân vào. Ngoài cảm giác xa lạ còn có một sự chán ghét. Vừa thấy Cố Thừa Đông, Triệu Thiệu Viễn đã vội vàng sai người thông báo với Khưu Thịnh Danh. Mọi người ở đây đều biết rõ, chỉ cần là Cố Thừa Đông tới thì dù Khưu Thịnh Danh có bận việc gì cũng gác lại. Lý do ai cũng biết, họ cũng đã quen với chuyện này. Khưu Thịnh Danh bước chậm chạp từ trên tầng 2 xuống. Cố Thừa Đông vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn theo người đàn ông kia, trong lòng trăm cảm xúc ngổn ngang. Khưu Thịnh Danh tới bên cạnh anh, ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống. Thấy biểu hiện của Cố Thừa Đông không đến nỗi nào, ông ta lên tiếng. Dạo này vất vả lắm phải không? Dạ, vẫn ổn hả? Những chuyện đã qua, anh không muốn nhắc lại, thật sự là rất mệt mỏi. Khưu Thịnh Danh chống hai tay lên cây gậy, khẽ nện xuống mặt đất. Chuyện này, con rõ ràng là quá nhân nhượng rồi. Ông muốn ám chỉ tới thái độ của anh đối với Cố Kế Đông, rõ ràng có thể khiến cho đối phương thua thê thảm, nhưng anh lại không làm, lại cố gắng giúp đỡ đối phương, giảm thiểu tối đa tổn thất. Trong lòng ông rất rõ, đây là vì Cố Thừa Đông không muốn làm gì bất lợi cho Cố Thị. Cố Thừa Đông không đáp, không phải vì anh phản bác quan điểm của Khưu Thịnh Danh, mà là vì anh không muốn thảo luận vấn đề này. Đây không phải là mục đích mà hôm nay anh tới. Thấy anh không nói, Khưu Thịnh Danh khẽ ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Tới đây có chuyện gì sao? Ông không hiểu rõ suy nghĩ của con trai mình. Nếu như là người khác, có lẽ họ đã cố gắng lấy lòng ông. Nhưng Cố Thừa Đông thì không. Anh rất ít khi tới nhà họ Khưu, bình thường cũng không tỏ rõ thái độ gì, không hề có ý định muốn đạt được lợi ích gì từ ông. Cố Thừa Đông gật đầu. Con tới để nói con sẽ không kết hôn với Mộ Song Lăng đâu. Khưu Thịnh Danh cứ nhíu nhíu mày. Song Lăng nó rất thích hợp với con. Cố Thừa Đông cũng chẳng muốn phản bác. Con chỉ đến thông báo như vậy thôi. Phản đối hay ủng hộ đều không thành vấn đề. Dù sao đây cũng là quyết định của anh. Người khác nghĩ như thế nào cũng không thay đổi được. Anh chỉ là tôn trọng nên mới đến báo một tiếng với Khưu Thịnh Danh mà thôi. Khưu Thịnh Danh cảm thấy vô cùng tức giận. Thái độ này là sao? Chỉ đến thông báo vậy thôi ư? Con biết rõ là hậu quả hay không? Đừng nghĩ là con của ta mà muốn làm gì thì làm. Nếu con không cưới Song Lăng, sau khi ta chết, tài sản cũng không để lại cho con được đâu. Cố Thừa Đông nhíu mày. Cha, con chưa từng muốn nói có công ty này. Nếu như chuyện này đã được giải quyết, vậy thì con xong việc rồi. Con cũng muốn rời khỏi đó. Khưu Thịnh Danh hốt hoảng. Còn... Cố Thừa Đông im lặng, hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Vốn dĩ anh quay lại là vì Mộ Song Lăng mời về. Khưu Thịnh Danh tuổi cao, công ty lại đang gặp khó khăn, nên anh mới tới Thịnh Ân Quốc tế để trợ giúp. Anh chưa từng nghĩ là sẽ muốn ở lại. Khưu Thịnh Danh tức giận nói. Con vì cái loại đàn bà đó mà làm vậy, thật chẳng ra làm sao. Thấy Khưu Thịnh Danh phản ứng, Cố Thừa Đông nhìn với vẻ ngờ vực. Chẳng phải trước kia chính ông cũng bị phụ nữ mê hoặc đấy sao? Giờ nói như vậy chẳng khác nào tự mắng mình, thật là nực cười. Loại đàn bà nào? Thì loại hám vinh hoa phú quý. Cố Thừa Đông hít sâu. Lần trước bố nói con giống mẹ, không hề có điểm nào giống bố. Vậy bây giờ con thấy bố nói rất đúng đấy. Bởi vì sau khi nghe câu nói vừa nãy của bố, điều con nghĩ chính là nếu cô ấy thật sự thích tiền thì con sẽ kiếm tiền về cho cô ấy. Hám của dường như là một điều xấu, nhưng nếu chúng ta có đủ năng lực gánh vác thì thực ra nó không hoàn toàn xấu. Thấy ánh mắt khó tin của Khưu Thịnh Danh, Cố Thừa Đông tiếp tục nói. Kinh nghiệm, sự từng trải chưa chắc đều chính xác. Bao nhiêu năm nay bố đã hao tổn rất nhiều sức lực cho sự nghiệp. Cuối cùng giờ bố đã thành công rồi. Nhưng cái giá lớn nhất cuối cùng bố phải trả, đó là người phụ nữ mà bố yêu trở thành vợ của người ta.
thậm chí ngay cả chuyện mình có con trai bố cũng không biết. Bố luôn làm theo ý mình. Bố cho rằng mẹ con không thể chịu khổ, cho nên bố tự ý quyết định từ bỏ tình yêu của hai người. Bố nghĩ mẹ con lấy người khác sẽ được hạnh phúc. Bố cho rằng nếu bố không thành đạt thì không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ con. Vậy nên bố mới từ bỏ. Rồi, bây giờ kết quả thì thế nào hả bố? Cố Thừa Đông thở dài. Con không phải là bố. Con dù chỉ có hai bàn tay trắng cũng tin tưởng có thể mang lại hạnh phúc cho người con yêu, kể cả cô ấy yêu tiền như tính mạng. Nói xong, anh cầm tách trà uống một ngụm. Khi bần cùng, người ta dễ nổi ham muốn, dễ tự ti, lúc nào cũng sẽ làm theo ý mình, thậm chí hoài nghi cả bản thân người bên cạnh. Khưu Thịnh Danh ngồi ở sofa, chống ngực đập dồn dập. Bỗng dưng, ông nhớ tới người phụ nữ có khuôn mặt tươi cười như hoa nở kia. Bà đẹp và hiền lành đến mức ông sợ hãi cả đời này sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho bà. Dương Cẩm Ngưng gọi điện thoại cho Cố Thừa Đông mới biết anh đã đi công tác về từ lâu. Trong lòng bỗng tức giận, cô tới chung cư của Cố Thừa Đông. May là ở đây đã thay bác bảo vệ khác. Người này vô cùng khách khí với cô, ngay cả đăng ký tên cũng không cần mà lập tức báo cho cô vào. Trong lòng cô thầm nghĩ, Cố Thừa Đông tới nhà cô, ăn không ở không đã lâu như vậy, cô cũng có thể tới nhà anh ở vài ngày đấy chứ. Cố Thừa Đông ra mở cửa trong trạng thái ngái ngủ. Đây là việc mà Dương Cẩm Ngưng vô cùng khó chịu. Anh tới nhà cô có thể tự mở cửa vào, còn cô thì lại phải đợi anh ra mở cửa như vậy. Vừa thấy Dương Cẩm Ngưng bắn ánh mắt về phía mình, Cố Thừa Đông lập tức tỉnh ngủ. Anh ngó ra phía sau cô. Tuyền Tuyền đâu? Chỉ biết có con gái. Dương Cẩm Ngưng khó chịu. Con gái anh thi không được 100 điểm, không có mặt mũi nào tới gặp anh, nên nó trốn về nhà ngoại rồi. Cô nói có chút khoa trương, nhưng thật sự cũng không khác là mấy. Trẻ con lớn như thế rồi cũng có lòng tự trọng cao lắm chứ. Nhưng nhắc tới chuyện này, Dương Cẩm Ngưng phiền muộn. Dạy Nghệ Tuyền đếm số rõ như thế mà chẳng hiểu sao con bé thi vẫn bị sai. Bài thi rõ ràng là vô cùng dễ, chỉ có đếm, đếm và đếm. Cố Thừa Đông mất ngày đi công tác mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi. Không thấy con gái ở đây cũng chẳng buồn giữ hình tượng, liền đi vào tiếp tục ngủ. Dương Cẩm Ngưng thấy anh như vậy thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đầu tóc của anh bù xù, quần áo xộc xệch, khác hẳn với mọi ngày. Cô vốn có ý định không cho anh ngủ, nhưng nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi của anh lại không nỡ, làm cho anh chờ, đành chờ anh ngủ dậy rồi mới nói chuyện. Cố Thừa Đông ngủ rồi, cô liền đi lại trong nhà xem xét. Đồ đạc ở trong nhà không nhiều, rất ngăn nắp, sạch sẽ, có cảm giác hơi đơn điệu. Lòng vòng một hồi, cảm thấy vô vị, cô tới phòng làm việc của anh xem giá sách. Không biết những cuốn nào anh đã đọc, cuốn nào anh chưa đọc, vì anh không giống người khác, lưu lại bút ký trong sách. Cô vẫn muốn xem một chút, xem anh có cái suy nghĩ vĩ đại gì không. Cô lật dở một cuốn sách, chẳng thấy có hứng thú gì, toàn là sách chuyên ngành. Cô đổi một cuốn khác, khá mới, chắc là anh chưa đọc. Cô cảm thấy cuốn sách này có vẻ hay, vì cô cho rằng những cuốn sách anh đọc nhất định là những cuốn cô không hiểu nổi. Lật vài trang, không thấy có gì hay, nhưng vì có hình minh họa khá thú vị nên cô xem tiếp. Bất chợt cô thấy một thứ kẹp trong quyển sách, cô cứng đờ người, tay run run cầm sợi tóc bạc kia lên. Mấy sợi tóc bạc cuộn vào nhau, một sợi ngắn, còn lại đều dài. Cô đặt chúng trong lòng bàn tay, chăm chú, ngắm nhìn. Lời hứa hẹn bạch đầu giai lão đã mất, giờ phút này cô đã tìm lại được. Cô muốn khóc, là cô rất muốn. Chúng ta đều cho rằng bản thân là một kẻ si tình, nhưng lại không tin đối phương cũng si tình như vậy. Cô cho rằng nó đã bị gió thổi đi, hoặc là cành cây ấy đã bị chặt. Nhưng hóa ra, lúc anh rời khỏi Cố gia, anh đã mang theo nó. Cô cho rằng thứ đồ nhỏ nhoi chẳng đáng để một người đàn ông như vậy quan tâm. Nhưng hiện tại mới nhận ra, chỉ là anh không nói ra lời mà thôi. Cô thực sự rất cảm động. Cô cầm lấy sợi tóc bạc, tràn ngập hạnh phúc. Cố Thừa Đông tỉnh dậy, bật máy tính làm gì đó. Dương Cẩm Ngưng đi vào trong phòng, liếc qua màn hình, không hiểu gì cả. Cảm thấy trong đầu mấy người này hoàn toàn chứa đựng những điều không bình thường.
Cô đi đi lại lại mấy vòng vẫn không thu hút được sự chú ý của anh, liền ngồi xuống mở miệng: "Em kể cho anh nghe mấy chuyện nhé." Cố Thừa Đông ngẩng đầu im lặng nhìn cô. Anh không lên tiếng có nghĩa là đã đồng ý. Cô bắt đầu kể: "Có một cặp yêu nhau sắp đi kết hôn, nhưng người con trai cầu hôn như thế nào cô gái cũng không đồng ý. Cho dù anh ta có mua nhà để tên cô gái đi chăng nữa, sau đó hai người bọn họ chia tay. Cô gái kết hôn với người khác, chàng trai về sau đều đi hỏi bạn bè rằng người đàn ông kia theo đuổi cô gái như thế nào, mà cô ấy lại không chịu kết hôn. Bạn anh ta nói người đàn ông ấy chỉ nói ba chữ: anh yêu em." Kể xong, Dương Cẩm Ngưng thầm quan sát Cố Thừa Đông, thấy anh không có biểu hiện gì. Cô không chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục kể câu chuyện như vậy. Rốt cuộc Cố Thừa Đông cũng chịu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô. Cô cười: "Anh xem, một số người đàn ông làm như nói ba chữ ấy sẽ chết người không bằng vậy." Thấy anh có vẻ không để ý tới mình, cô lại tiếp tục: "Anh có biết ba chữ em nói là ba chữ nào không?" "Là anh yêu em." Cố Thừa Đông nói xong liền cúi đầu, lần này tuyệt đối không ngẩng đầu lên, khóe mắt thấp thoáng nụ cười. "Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa coi." "Đi nấu cơm đi, đói chết đi được." Dương Cẩm Ngưng cạn lời. Lúc ăn cơm xong, là một vài chuyện không thích hợp cho trẻ con xem, Dương Cẩm Ngưng tiếp tục cười khúc khích, khẽ huých vào người đàn ông bên cạnh. "Này, anh thổ lộ với em rồi nhá." "Có sao? Sao anh lại không nhớ gì?" Có, em nói là có." "Anh nói cái gì nào?" "Nói là anh yêu em." Nói xong cô mới phát hiện ra mình bị mắc lừa, tức là trong tiếng Trung thì không phân biệt anh và em, chỉ là I love you. Tức cô tức giận đẩy anh một cái, cảm thấy chưa đủ lại cắn anh một cái. Cố Thừa Đông tóm lấy tay cô. Cô lại nghĩ tới cái gì đó, chợt nói: "Chúng ta cũng chắc được tính là lưỡng tình tương duyệt đấy nhỉ." Anh nhìn cô, đợi cô nói tiếp: "Đám cưới với Mộ Song Lăng anh còn có định tiến hành hay không?" Anh gật đầu. "Vì sao lại không?" "Ý anh là vẫn phải cử hành á?" "Đương nhiên rồi." Cô chuẩn bị véo anh, nhưng nghĩ thế nào lại thu tay về. "Anh muốn như thế nào mới không tiến hành hôn lễ?" "Em phải cầu xin anh đi." "Cút đi, anh đừng hòng." Hôn lễ, Cố Thừa Đông trước tiên tiến về Dương gia đón con gái, đối mặt với hai vợ chồng Dương Lập Hải. Biểu hiện của Cố Thừa Đông vô cùng khiêm tốn. Anh nói rõ kế hoạch với hai người, Dương Lập Hải và Tả Tần Phương cũng không có thành kiến với anh. Điều duy nhất còn khúc mắc là hôn lễ của anh và Mộ Song Lăng. Lúc này anh giải thích rõ ràng, hai người nghe đều vô cùng vui mừng. Thấy Dương Cẩm Ngưng như vậy đều hết sức lo lắng. Nếu về phần Cố Thừa Đông đã không còn vấn đề gì, thì đương nhiên họ đều muốn hai người có thể hòa hợp sống cùng với nhau. Cố Thừa Đông đưa con gái đi theo. Nghệ Tuyền sau khi ngồi vào trong xe của ba liền tròn mắt quan sát. "Ba, con muốn nói với ba một chuyện." "Con thi không được 100 điểm chứ gì?" Nghệ Tuyền tức giận, mạnh mẽ lên án. "Mẹ nói rồi, mẹ là kẻ phản bội." Rõ ràng mẹ đã hứa không nói với ba. Cố Thừa Đông vươn tay xoa đầu Dương Nghệ Tuyền. "Ba, chúng ta đi đâu?" "Đi tham gia hôn lễ của một người." Tiểu nha đầu vô cùng hưng phấn. Cô bé thích nhất là đi tham gia hôn lễ. Chẳng những có thể thấy cô dâu xinh đẹp mà còn có thể thoải mái ăn kẹo. "Con rất thích." Cố Thừa Đông cười cười, lắc lắc đầu. Nơi tổ chức hôn lễ, phóng viên khách khứa đã tới đầy đủ. Cố Thừa Đông dắt Dương Nghệ Tuyền đi vào lối cửa phụ. Mộ Song Lăng đang trang điểm. Qua tấm gương, nhìn thấy một lớn, một nhỏ, cô không nhịn được mở miệng. "Anh còn dám đến? Anh không sợ đến lúc đó tôi không tìm được người, bắt anh thế chỗ sao? Lúc ấy, anh chỉ có thể làm ông xã của tôi rồi." Cố Thừa Đông thấy cô cười tự nhiên, không khỏi lắc đầu. "Cô thật sự tin Kỷ Chính Nhàm sẽ đến cướp hôn à?" "Anh không có lòng tin với bạn mình như thế sao?" Mộ Song Lăng lại tiếp tục cười. "Tôi sợ là biến cô thành trò cười thôi." Mộ Song Lăng lại nét mặt âm trầm, cầm lấy bó hoa. "Nếu thật như vậy cũng tốt, tôi sẽ triệt để từ bỏ hy vọng, cũng triệt để cắt đứt quan hệ với người đàn ông kia. Tốt, phụ nữ luôn mong có một chuyện có thể khiến cho họ kiên quyết từ bỏ." Cố Thừa Đông cũng không nói nữa.
Nha đầu kia lại vô cùng thích thú vài thứ trên mái tóc của Mộ Song Lăng. Mộ Song Lăng thấy cô bé thích, bèn lấy ra mấy cái kẹp tóc đưa cho cô bé. Thật là đáng yêu. Dương Nghệ Tuyền chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô. Mộ Song Lăng ôm bé vào lòng, nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông. Anh còn ở đây làm gì? Không sợ có người ghen à? Cố Thừa Đông im lặng, điện thoại bỗng vang lên. Anh đi ra ngoài nghe. Em đang ở quảng trường. Giọng của Dương Cẩm Ngưng từ trong điện thoại truyền đến. Trên màn hình lớn đang phát trực tiếp hôn lễ của anh. Ờ. Đồ khốn. Cô tự nhiên nói lớn giọng. Rất nhiều ký giả, nơi tổ chức hôn lễ rất đẹp. Em ở quảng trường nào? Anh hỏi làm gì? Anh sợ màn hình ở chỗ em xem không rõ. Đợi lát nữa sau khi anh lên lễ đài, em nhìn anh không rõ. Anh yên tâm, quảng trường này rất to, rất rõ. Ờ. Anh đừng kết hôn. Nếu anh dám kết hôn, em sẽ khóc cho anh xem. Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn ánh nắng rực rỡ ở bên ngoài, khẽ nói: đừng ngồi dưới ánh nắng. Không cần anh lo, đồ khốn. Cố Thừa Đông cúp điện thoại. Anh đi vào trong, đưa con gái ra ngoài. Trước khi đi, quay lại nhìn Mộ Song Lăng, thành tâm nói: nếu như cậu ta tới thì cùng cậu ta đi đi. Không phải ai cũng có thể cho cô rung động đến cả đời như vậy đâu. Anh kéo tay con gái rời khỏi đó, đi bộ về phía trước, quên cả việc mình lái xe tới. Đi được một đoạn, nhà đầu kia hình như không muốn đi nữa. Mẹ con tính tình không tốt, đi chậm mẹ chờ lâu, nhất định sẽ rất tức giận đấy. Cố Thừa Đông nhìn con gái nói: nhưng mà chân con ngắn, không có đi nhanh được. Cố Thừa Đông bế con gái lên, tiếp tục đi về phía quảng trường. Thực ra không phải là tính cô không tốt, chỉ là anh không muốn để cô chờ. Đúng vậy, khiến anh kích động, muốn đi nhanh đến bên cạnh ai đó, chỉ có thể là cô, chỉ mình cô mới khiến anh làm được như vậy. Dưới ánh mặt trời, trên ghế đá lớn có một cô gái đang ngồi, ánh mắt ngơ ngác nhìn màn hình, tự hỏi tại sao hôn lễ còn chưa bắt đầu. Đột nhiên có cái gì đó che khuất ánh mặt trời, bao trùm cô trong cái bóng râm. Cô xoay người lại, cái thấy Cố Thừa Đông đang mỉm cười. Anh vươn tay sờ sờ khuôn mặt cô. Khóc à? Là không có, là nắng quá bị cay mắt thôi. Cô nhìn anh. Sao anh lại ở đây? Bởi vì em ở đây. Anh nhìn cô, trong đầu có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ tức giận của cô lát nữa khi về nhà vì phát hiện ra mình quên không xoa kem chống nắng. Em hỏi là tại sao anh không ở hiện trường hôn lễ? Anh nghĩ lại rồi. Nếu cứ kết hôn như vậy thì ngày nào cũng bị em nguyền rủa. Rồi vợ anh đi bổ đi bịch, rồi con anh như thế nọ thế kia. Như thế thì cuộc đời anh thảm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy thôi, tạm chấp nhận em cũng được. Cô đứng lên, giơ chân đá anh. Anh nắm lấy tay cô kéo đi. Đi được một đoạn, cô cười. Em biết anh sẽ không kết hôn với người khác mà. Vậy mà em còn khóc. Biết là một chuyện, thế nhưng sợ lại là một chuyện khác. Không khóc tại mặt trời lại làm cay mắt mà. Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mặt trời gay gắt. Anh vòng người lại, vừa vặn che khuất ánh nắng đang chiếu trên người cô, cũng để con gái đang ngủ ngoan quay lưng về phía mặt trời. Người đàn ông không cần quá to lớn, đôi khi chỉ cần vừa đủ để có thể che cho một người.